Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Địa chỉ của mình là Bảo Lâm Xi Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu anh em ha. Đây mình chuyên bán máy cắt, máy cưa, máy cắt cỏ hàng Nhật bãi ha. Nay thì mình lên sóng giới thiệu cho anh em một con máy cưa xích Echo mang nhãn hiệu GC35A 35cc nhé, lòng bít tông nó rơi tầm khoảng 38 ly gì đó. Số series của máy là 5502 4890, model Japan sản xuất ha, máy của Nhật. Hàng này là có trợ lực này, có trợ lực khóa hãm hư rồi ha. Phía trước là bình chứa nhớt thải đến 15 xích. Này là bình chứa nhiên liệu của máy, xăng pha nhớt. Bên hông này có chứa một trong phụ và bên này thì có chốt le của nó ha. Máy thì hệ thống làm rung của máy thì được bằng thiết kế bằng lò xo và bằng cao su, giảm rung phân bổ các góc cạnh rất là êm ái luôn. Ốc lam thì nó sử dụng hai ốc chân lam, hai ốc chân lam bao cứng bao chắc của mình luôn. Máy đẹp len keo. Hàng này dùng cho những anh em sử dụng trong gia đình, cắt long kia điểm mặt cô của máy nhé. Rất là mới nhé. Cái lam thì theo máy thì nó lam Echo, pin của nó lam đồng nhông, xích mini chân 91. Và lam này thì được phần cắt được 3 thước rưỡi, tổng độ dài là 42cm ha. Rồi mình nổ máy cho anh em nghe này. Máy bên mình thì bảo hành 12 tháng bao lột lòng cho anh em nhé. Tặng cho anh em 5 món phụ kiện đi theo kèm của buji tích mở. 5 món phụ kiện ha. Bao ship cho anh em luôn. Anh em thiện chí mua thì liên hệ trực tiếp Zalo mình là 0974 644 973. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.